Này chúng ta xem đàn gà nó rất là đều nhiệt. Gà tản ra rất là đều. Mỗi một quây chỉ cần một cái bóng này thôi. Với đường kính 2,5 mét nuôi được khoảng 500 con gà như một quây. Thì chỉ cần một bóng duy nhất thôi. Cái bóng này ấy là chúng ta có thể lắp thêm một cái chiết áp để điều chỉnh được cái nhiệt độ, trong trường hợp mà nhiệt độ ban ngày nó ấm lên, chúng ta có thể dùng bớt nhiệt thì chúng ta có thể xoay như thế này, xoay xoay. Còn nó ăn rất là ít điện. Đấy. Còn nếu mà buổi tối lạnh thì chúng ta nâng dần lên. Chúng ta tùy vào từng cái nhiệt độ mà chúng ta điều chỉnh làm sao nó phục đầy. Thì tôi đang bật hết cỡ lên cho nó ấm này. Thời tiết ngày lạnh thì chúng ta có thể là bật hết cỡ lên. Nhiệt độ trong quê nó được rất là đều. Chúng ta có thể dùng chiết áp để tăng to nhỏ cái nhiệt độ, hoặc là chúng ta có thể treo vào cái bóng lên cao một chút nữa. Cái bóng này thực sự hiệu quả. Tuy nhiên thì chúng ta nên lắp thêm một cái bóng sáng nữa để cho cái ánh sáng nó tốt hơn. Cái ánh sáng này cũng ok rồi, nhưng mà sẽ hơi tối một chút. Chúng ta cần dùng cái ánh sáng tốt hơn nữa thì con gà nó sẽ nhìn rõ hơn. Đây là một cái loại bóng sợi đốt mà chúng ta chế, tự chế. Còn cái chạm này nó chính là cái chậu nhôm ạ. Rất là ấm ạ, cực kỳ ấm luôn. Đây là một cái chậu nhôm, à, chậu inox thì đúng hơn. Lạnh nữa chúng ta có thể chạy đậy cái mảnh chiếu lên, nhưng mà may thời tiết cũng tốt hơn nên là ta sẽ bỏ hết, không còn chạy đậy nữa.